nhanh và rất là tốt. Ví dụ như là hướng dẫn tất cả học sinh nghe gõ vào việt 103 để tăng trí nhớ, thì các em học cái khả năng ghi nhớ của các em tăng lên rất nhanh. Hay là hướng dẫn cho các cô cái động tác xoa mặt như lúc nãy các bác hay các chị vừa làm ạ. Thì mọi người thấy là sức khỏe được nâng lên, và đặc biệt là cái động tác quay cổ tay ấy. Giáo viên đi đường xa mà tôi dạy cách nhà 20 cây đi đường rừng, giáo viên đi đường xa thì sau khi mà thực hiện cái động tác này hàng ngày thì thấy là người thì vừa khỏe ra mà lại cổ cũng đỡ đau, cổ tay cũng đỡ đau. Tức là những cái gì mà nó dễ thực hiện mà hiệu quả nhanh thì chia sẻ cho mọi người để chúng ta lan tỏa cái thiện trần, giúp cho mọi người nâng cao sức khỏe, vừa không mất tiền mà lại vừa hiệu quả. Khi mà được về hưu rồi thì cũng có rất nhiều người tìm đến với diện chẩn và nhờ tôi giúp đỡ. Có những cái phương pháp mà tôi thấy cái phương pháp diện chẩn này nó mang lại cái hiệu quả rất là bất ngờ. Ví dụ như là cách đây 3 ngày thì có một anh sửa xem ô tô, anh ấy vừa buổi sáng ngủ dậy thì ra đến ngoài sân, anh cúi xuống nhặt cái cờ lê và không ngẩng được lên nữa. Người nhà và thợ là phải khiêng vào và nằm từ đó đến chiều tối, mời bác sĩ Tây Y đến để tiêm thuốc giảm đau cũng vẫn không cử động được, tức là chân không thể đi được và không lăn được người sang trái sang phải. Thì con gái của anh ấy là cũng đã đến với tôi để chữa về tâm thần phân biệt, thì có gọi điện cho tôi là cô làm thế nào bây giờ bố cháu không đi được mà đau quá. Thì tôi xuống thì tôi kiểm tra cái đốt cột sống thì thấy có một đốt số 5 mới là nó lõm vào, tức là bị thoát vị một đĩa đệm. Thế và dây chằng thì chắc tôi nghĩ là khi mà thoát vị như vậy thì nó tổn thương đến dây thần kinh và dây chằng. Do đó anh rất là đau, thì tôi chữa đến ngày hôm nay là đi được tốt rồi, tức là anh ấy cũng có nói là nếu mà tôi đi đến bệnh viện thì chắc là bác sĩ thế nào cũng bảo phải mổ không đi được thì nguy hiểm quá, nhưng mà may mà có cô đến. Thì cách chữa rất là đơn giản các bác ạ. Đối với khi mà các bác hôm nay có lẽ là thầy chưa hướng dẫn hết các cái đồ hình, hơn 20 đồ hình, nhưng mà của thầy Hoàng Du nữa thì còn rất là nhiều những đồ hình nữa. Thì ở cái tôi đầu tiên thì làm cái bộ thông nghẽn nghẹt, tức là khi mà nó bị chèn như vậy thì nó bị làm cái đĩa đệm nó lồi ra, nó sẽ chèn vào dây thần kinh, nó làm nó đau chèn vào thì nó sẽ bị nghẽn nghẹt, thông nghẽn nghẹt. Sau đó thì chị đánh bộ tiêu u biếu, rồi dùng tay miết cái vùng phản chiếu lưng ở hai bên thái dương, vuốt ngược lên, vuốt 7 lần ngược lên tìm cái điểm đau, day ấn. Sau đó thì day cái huyệt tam âm giao ở dưới mắt cá chân lên mắt cốn đấy ạ. Huyệt tam âm giao thì đây là cái điểm giao của ba điểm kinh, mà cái này chúng ta có thể là kết hợp giữa đông y và diệt trần rất là hay. Và day huyệt tam âm giao nó cũng làm giãn cơ và giảm đau cái vùng dưới. Thế và lăn trực tiếp, hơ các vùng phản chiếu, hơ và lăn các vùng phản chiếu. Làm anh ấy đang nằm như vậy mà làm xong ấy thì anh ấy đã ngồi dậy được. Anh bảo ôi rồi nhẹ nhàng quá. Nhưng mà đi lại thì hai chân vẫn rất là đau, đau vùng cái dưới thắt lưng này. Thì tôi có nhắc anh ấy là anh phải giữ gìn, không được vận động mạnh vì bây giờ nó vừa mới phát bệnh như vậy. Hướng dẫn anh ấy là đeo thêm cái đai để cố định cái lưng. Và như vậy thì tôi làm có 4 lần thôi. Buổi tối hôm đó, hôm sau làm 2 lần và làm một buổi sáng qua nữa là anh ấy đã đi lại được. Nhưng mà tôi cũng nhắc anh ấy là phải hết sức nhẹ nhàng. Anh ấy cũng có nói là đấy, nếu mà đi Tây Y mà phải mổ thì không biết đến bao giờ. Lần trước cách đây 20 năm, anh ấy cũng bị một lần như vậy. Và anh ấy phải nằm 20 ngày, tức là khi đó còn rất trẻ mà phải nằm 20 ngày mới đi được. Đấy là cái trường hợp mà bị thoát vị đĩa đệm. Nhưng nếu làm ngay, vừa mới bị buổi sáng và buổi tối là con gái gọi vì là
đến chữa Tây y mà không khỏi, tức là mời bác sĩ Tây y về đến nhà. Trường hợp thứ hai là trường hợp đau chân của một cũng một anh giáo viên ở trên vùng cao về. Đường thì xa mà anh ấy bảo là hơn 2 tuần nay rồi em đi làm mà không đứng được, không ngồi được, cái chân cứ phải thẳng ra, tức là chân đầu gối nó bị đau quá không co lại được. Thì bắt đầu đến mùa lạnh, tôi bảo anh kéo đầu gối lên, tôi sờ thì thấy đầu gối rất là lạnh, hai chân lạnh. Thì tôi nghĩ đây là do hàn thôi, cũng không phải viêm, nếu viêm thì phải sưng nắng, nóng đỏ đau. Thì tôi lấy ngải cứu chậm 3 cây lại và tôi hơ cái chân đối diện. Thì anh bảo không, em bị đau ở chân bên này cơ mà cô. Thế thì cô cứ hơ, cô cứ để yên để cô hơ một lúc, hơ chân đối diện, sau đó hơ vùng phản chiếu, hai cái mắt, hai cái đốt của ngón chân cái, hơ khuỷu tay cùng bên. Thế là vừa mới hơ xong thì anh bảo ô chân em hết đau rồi, cộp ra cộp vào được. Có những cách chữa rất đơn giản mà anh ấy lại đi uống thuốc giảm đau và xoa bóp dùng cao salopat 2 tuần không khỏi, mà chỉ hơ đúng một lần là khỏi luôn. Đấy, tức là cái trường hợp đó là người ta bị hàn. Có lẽ là các bác ở đây, có bác ở Bắc Giang chia sẻ là chưa học nhưng mà cũng đã chữa được. Cũng giống như tôi khi mà đến với Diện Chẩn là vì tôi rất là yêu Diện Chẩn, chưa học nhưng tôi cũng đã xem ở trên cái YouTube của thầy Hội chia sẻ thì cũng đã giúp một cô giáo là đau chân là đi được đấy ạ. Thế và một cái trường hợp là bị xem điện thoại nhiều dẫn tới là bị trầm cảm. Cho nên ở đây thì các bác thấy hiện nay thì cái công nghệ 4.0 này tràn lan và con em chúng ta là người say mê với cái công nghệ này lắm, dẫn đến nghiện. Và nghiện thì có những cái tác hại nhất định. Tôi cũng đã được sự hướng dẫn của các thầy các cô chữa cái bệnh về tâm thần phân liệt hay là bệnh trầm cảm. Thì có cháu này là cháu sinh em bé thứ hai, nhưng mà do là khi mà sinh em bé ấy, thì ở nhà buồn không có việc gì thì là cứ xem điện thoại, được 2-3 ngày là bắt đầu xem điện thoại, xem các cái phim hành động rồi các phim phim kinh dị đấy ạ. Thế thì em mới có những cái biểu hiện, đầu tiên là có những cái biểu hiện là lúc nào cũng chỉ sợ bị chết, ăn quả nhãn, mẹ cho ăn quả nhãn cũng sợ là bị nghẹn bị chết, và lúc nào cũng chỉ sợ là có người giết mình, tức là cái ảo giác rất là sợ. Thế thì rồi là người lúc nóng lúc lạnh rất là khó chịu, uống thuốc cũng không khỏi, để nhờ thuốc cũng không khỏi. Thì nhờ có Diện Chẩn thì tôi cũng đã giúp cho em khỏi. Sau đó thì một thời gian sau thì em lại về và thấy khỏi rồi, hơn 2 tháng sau về khỏi, lại tiếp tục xem. Xem thì lần này là không phải là sợ chết nữa, mà lần này là nhìn thấy con khóc là ghét, là chỉ muốn vứt con đi thôi, không muốn, không thấy yêu thương con mình nữa. Thì lần này thì tôi lại phải tiếp tục đánh cái bộ tâm thần phân liệt. Thì và một vài những cái bộ huyệt khác nữa, ví dụ như là bộ ổn định thần kinh, bộ âm huyết để bổ vào cái thần kinh. Thì cũng chỉ khoảng một tuần thôi là hết, khoảng 2 ngày thôi là cháu đã hết cái cảm giác là ghét bỏ con rồi, tức là rất là sợ như vậy. Tức là chính bản thân cô sau khi đến kể thì cô cũng, và để biết được cái cô tình trạng là cô ấy xem điện thoại ấy, thì là phải đến gần cuối lần chữ thứ hai cô mới hỏi, thì cô mới nói là vì ngày trước là cháu xem điện thoại, cháu mê cái phim trưởng, mê phim hành động quá. Nói như vậy để các bác ở đây là có con có cháu mà chăm xem điện thoại quá là cũng phải, và có con dâu mà sinh nở ấy là cũng phải hết sức lưu ý. Tại sao hiện tượng là trầm cảm sau sinh nhiều là vì các cháu nhàn quá, được chăm sóc từ A đến Z, cho nên thời gian cứ xem điện thoại dẫn đến là bị trầm cảm sau sinh nhiều. Đấy cũng là một cái bệnh của cái xã hội hiện đại ngày nay. Có lẽ là ở đây thì các bác anh các chị cũng chưa có được, cũng mong muốn là mình sau này giúp được bản thân, giúp được gia đình và giúp được mọi người nhiều. Chúng ta cứ học và cả
phải thực hành nhiều đối với cái bộ môn này học, mà để đấy thì không được. Trước tiên là thực hành cho bản thân, vì khi mà tôi đến với lớp học thì buổi đầu tiên thì tôi cũng sốt và phải lạnh mặt, đến tận hàng tuần sau vẫn còn đau, vì tôi đến là tôi bị đi đường xa mà lạnh. Học vào tháng 11 thì cô vẫn ấn tượng với cô là cô giáo vùng cao đấy, vẫn đang quản làm quản lý á. Cô là hiệu trưởng của trường cấp 2 trường tiểu học cô giáo vùng cao đi xa xôi về mệt ngồi dưới rũ rượi. Các bác cứ tích cực trải nghiệm ở trên bản thân mình, sau đó thì đừng có sợ thất bại mà phải mạnh dạn lên thì sẽ thành công. Nếu như mình làm ở cái đồ hình này mà chưa thấy nó giống như bác mà bảo làm mà lại thấy đau lại, hoặc là có người ví dụ như là có cô A này làm thì thấy đỡ ngay, làm lần đầu tiên đỡ 30-40%, lần sau là 70-80% và 2-3 lần là khỏi. Nhưng cũng có người làm nó đau tăng lên, đau dữ dội, nhưng chỉ đến lần thứ 4-5 là người ta khỏi, mà những người đau tăng lên lại khỏi nhanh hơn. Đấy. Tức là nếu như mà người ta khó chịu mà người ta đau nhanh lên, đau tăng lên ấy, thì những người đó là khỏi rất là nhanh. Đấy. Còn những người mà đỡ thì người ta nếu như mà làm đỡ chỉ có 1-2 lần mà chúng ta không giống như uống thuốc mà không đủ liều thì sau đó thì nó lại tái phát lại. Và đặc biệt là phải hướng dẫn cái ăn uống và cái sinh hoạt của mọi người, vì thực ra là cái bệnh là từ miệng mà vào, do cái sinh hoạt không đúng, do cái ăn uống không đúng mà sinh ra bệnh. Thì chúng ta ngoài cái việc chữa thì hướng dẫn mọi người cách sinh hoạt ăn uống làm sao cho nó hợp lý để tránh những cái bệnh. Ví dụ như lúc nãy tôi kể cái chuyện mà cháu bị tâm thần phân liệt là do cái sinh hoạt của cháu thôi. Đấy, cho nên là việc giúp đỡ mọi người chữa bệnh và việc học của các bác anh các chị là tuyệt vời. Vì thầy tổ Bùi Quốc Châu là một người kiệt xuất và đã nghĩ ra cái bộ môn diện chẩn điều khiển liệu pháp để giúp cho bà con mình vừa đỡ tốn tiền mà hiệu quả lại nhanh, không bị tác dụng phụ. Chúc tất cả các bác anh các chị học tập tốt. Trước có ca như cô kể là chữa xuất huyết dưới da, có phải không? À vâng ạ. À đấy. Vâng, chữa xuất huyết dưới da. Chữa nhiều quá không nhớ được. Cô cứ kể mọi người nên mới là người ta cần nhé. Chữa xuất huyết dưới da, có các cụ, nhất là những người cao tuổi vừa xuất huyết dưới da lại vừa bị suy giãn tĩnh mạch, tức là cái tĩnh mạch đặc biệt là ở dưới chân, từ cái đùi với chân thì nó cứ phình ra như là con run, con dế loằng lằng ở dưới. Cô đứng sát vào đây. Thì cái chữa xuất huyết dưới da thì có đầu tiên là phải có cái bộ cầm máu 0166-1287. Nếu như ở tay hay ở chân thì đưa vào bộ vị. Rồi cái bộ xuất huyết cầm máu rồi thì phải tan máu bầm, tức là những cái chỗ mà nó có cái xuất huyết đó thì chúng ta làm tan máu bầm đưa vào bộ vị. Và cuối cùng là bổ âm huyết. Thì những cái trường hợp bị xuất huyết dưới da ấy thì chữa không đến một tuần thì khỏi. Nhưng mà cái bị suy giãn tĩnh mạch ấy thì chữa hơi bị lâu. Tại vì nó do tôi chữa cho bác là 87 tuổi rồi thì cũng phải hàng nửa tháng. Tại vì là người già nó giống như cái dây chun nó giãn rồi ạ. Thì phải đánh cái bộ điều chỉnh co cơ là 19-16-61 đưa vào bộ vị điều chỉnh co cơ. Sau đó thì là lấy cái cây lăn ạ, cây lăn sừng lăn ngược ở dưới cái vùng chân lên, lăn ngược ở trên ngực ạ, bên ngực trái. Lăn sừng đôi to đấy hả cô? Vâng ạ, lăn sừng đôi to ạ. Lăn sừng đôi to. Vâng, lăn ngược từ dưới lên ạ, và lăn ở cả trên bụng trên ngực ạ, lăn cũng lăn ngược lên ạ. Vâng. Sau đó thì lại đánh lại cái bộ ổn định thần kinh, bộ co cơ nữa ạ, cái bộ co giãn cơ. Cái bộ ấy này có rất là hay, nếu mà giãn thì nó co lại, mà nó bị co lại thì đánh thì lại giãn ra, tức là nó do cái điều chỉnh của hệ thần kinh, giống như cái cửa nó có tác dụng là vừa mở ra vừa đóng vào. Thầy Châu có cái bộ huyệt rất là tuyệt vời ạ. Đấy là đánh hay là
Mới đây thì tôi cũng có chữa cho một cháu nhỏ là bị tăng sắc tố da, tức là mẹ cháu nói là cháu bị từ năm 2 tuổi khi mà bị tim bẩm sinh. Thì hiện cháu học lớp 6 nhưng mà cái chân và đùi là tự nhiên nó cứ đen từng mảng, xà sẫm màu từ dưới chân lên và càng ngày nó càng loang to ra. Cháu là con gái cho nên mẹ cũng rất là lo lắng cho con, sau này sợ nó loang hết người thì cháu lại thiếu tự tin khi đứng trước bạn bè và đông người. Đưa đi bệnh viện Gia Liễu Trung ương rồi đưa đi bệnh viện Bạch Mai thì chữa cũng rất là tốn tiền nhưng mà không khỏi. Uống thuốc thì cũng chả thấy có tác dụng gì cả. Thế thì tôi nghĩ là cái này là bé bị từ năm 2 tuổi, mẹ bảo như vậy, tức là lớn lên thì bình thường nhưng mà sau khi uống nhiều thuốc quá, bị tim bẩm sinh uống nhiều thuốc quá cho nên là cháu cũng bị như vậy. Thì tôi chưa chữa bao giờ nhưng mà tôi cứ cố gắng mạnh dạn thử xem sao. Thì đầu tiên là tôi đánh cái bộ giãn, tức là làm nó tăng thì mình phải làm giảm nó đi. Sau đó thì nó bị rối loạn chuyển hóa thì tôi đánh bộ điều hòa 34-290, 156-313, đánh bộ điều hòa. Sau đó thì là đánh bộ nội tiết tố ạ, 26-812, 17-113-763 đấy ạ, cái bộ nội tiết tố. À, đúng rồi, 28 nữa. Tức là mình thấy nó là rối loạn thì mình phải phải làm cho nó điều hòa lại và đánh cái bộ nội tiết tố để nó ổn định cái nội tiết thì nó sẽ được thải dần ra. Và cháu yếu thì tôi có đánh cái bộ thêm bộ bổ âm huyết nữa. Thế thì làm như vậy thì sau gần 2 tháng thì đầu tiên tôi còn hơ một hai lần nhưng tôi nghĩ là cái này nó không phải là bệnh ngoài da cho nên hơ chắc không có tác dụng mà cháu lại nóng khó chịu. Thế cho nên là tôi hơ được một hai lần thì thôi tôi không hơ nữa. Và được 2 tháng thì cái da của cháu trở lại bình thường, tức là không 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 còn nữa. Đầu tiên là được một nửa tháng thì nó hơi mờ thì bố mẹ cháu cũng hơi sốt ruột, nghĩ là không khỏi nhưng mà tôi nghĩ là cái này nó bị sắc tố da thì nó sẽ phải đẩy hết da đã thì nó mới cái da nó dần như là thay hết đi. Thế mà bây giờ thì cháu cũng không bị da trở lại bình thường đấy. Đấy Hay quá nhỉ, là hay quá. Bộ nội tiết tố trong sách những chìa khóa vạn năng của thầy ạ, 268 12 28 17 113 7. Nhưng mà chị dáng cao hay là chị lúc nãy tôi có cầm cái này của chị. Tại vì là lúc nãy bạn có hỏi là dáng cao có dáng cao hay không? Thì ở trong sách là thầy cũng hướng dẫn rất là rõ. Khi mà muốn giảm cao hay không thì chúng ta phải kiểm tra hàm nhiệt. Nếu như mà người mà hàn thì chúng ta giảm cao và hơ. Còn người mà thân nhiệt mà người ta nóng bức ở trong người rồi thì đừng có dạy gì mà giảm cao với hơ mà lại phản tác dụng. Có một cách ạ, rất là đơn giản, cái cây cầu đinh mẹo. Ví dụ như bác bị đau lưng, giò tìm sinh huyệt, ví dụ 342 hay là số 1 mà sinh huyệt này rất là buốt. Thì để tìm xem là cái thân nhiệt, có người thì như lúc nãy tôi nói là cái thầy giáo mà bị lạnh thì sờ vào thấy người ta lạnh hết cả bàn chân, lạnh đầu gối thì đấy là hàn, thì da tái đi thì biết ngay là hàn. Nhưng có người thì mặt hồng hào nhưng không biết, hỏi thì người ta bảo lúc nóng lúc lạnh chả biết là lạnh hay là nóng hật. Thì tìm được sinh huyệt rồi các bác nhá, các bác lấy cái cây lăn đinh này lăn vào ạ. Nếu mà thấy người ta có sự buốt quá buốt thì chắc chắn là người ta bị nhiệt. Thì nhiệt rồi thì mình chỉ cần lăn không, do day không thôi, đừng có mà dạy gì mà day dầu hay hơ. Còn nếu mà người ta bình thường, lăn vào người ta bảo cảm thấy bình thường chả sao cả thì là người ta bị hàn. Thì lúc đó chúng ta hãy hơ hoặc là dùng dầu. Đấy, cho nên là không phải ai cũng dùng dầu, ai cũng giá cao, ai cũng hơ, mà chúng ta phải căn cứ vào cái cơ thể người ta là hàn hay nhiệt. Và cái này thì thầy hộ cũng sẽ hướng dẫn cho các bác, các anh, các chị. Cho nên cái cây này ạ, nó vừa có tác dụng làm giãn, vừa có tác dụng hạ nhiệt, nhưng vừa có tác dụng để chúng ta rất đơn giản là dùng để kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra bệnh nhân là hàn hay nhiệt. Còn chữa cả hàn được. Chia sẻ. Chia sẻ. Chắc là nhiều.
chẳng biết là các bác vì cũng chưa có những bệnh thì chưa nhưng như vậy các bác hỏi là chữa viêm tuyến tiền liệt đấy ạ, thì tôi cũng chưa chữa, nhưng mà có người cũng chữa thành công nhưng mà tôi thì chưa chữa, nhưng mà cũng có nhiều người thì chữa, đa số là thành công, cái thất bại thì ít. Viêm da cơ địa là chữa thành công cả. Viêm da cơ địa có ạ, bảy nến á sừng viêm da cơ địa. Chị chữa ca bảy nến rồi đấy, vừa nãy ạ. Lúc nãy bạn có hỏi là chữa cháu bị vẩy nến à, bị viêm da cơ địa ngứa nhỉ, thì cái viêm da cơ địa nó có rất là nhiều dạng, như bạn hỏi là bị từ nhỏ đúng không, bị từ nhỏ mà uống thuốc nhiều không khỏi ấy, thì trước tiên là mình phải đánh tiêu viêm tiêu độc đi đã, tiêu viêm tiêu độc đưa vào cái bộ vị, nếu như mà ngứa toàn thân thì mình chỉ cần đánh tiêu viêm tiêu độc thôi. Sau đó thì phải bị lâu rồi rối loạn chuyển hóa thì phải làm cái bộ điều hòa để cho các cơ quan trong cơ thể nó làm việc cộng tác với nhau thật tốt đấy. Sau đó thì đánh cái bộ nội tiết tố, tôi nghĩ là nó do cái viêm da cơ địa, không phải nó chỉ ở bên ngoài, nếu bên ngoài bôi thì khỏi, nhưng cứ khỏi một thời gian sau nó lại lên thì nó vào tận máu rồi, tức là cái chuyển hóa cái chất độc nó vào đi theo đường máu rồi, do đó làm cái mình làm đánh cái bộ tiêu viêm tiêu độc, đánh bộ ngắn nhất là 41 143 127 19 37 38, là đấy là bộ ngắn nhất. Còn nếu mà bị tiêu độc, người ta bị độc nhiều ấy, thì mới đánh cái bộ dài là bộ 263 đầu tiên nhé. Đánh bộ 141, 143, 27, 37, 38 ạ. Các cái bộ huyệt này thì trong 52 bộ huyệt thường dùng thầy hội đưa lên mạng có đầy đủ ạ. Trong hay quá là, trình có. Vâng, trong quá trình có, và trong cái chìa khóa vạn năng thì cũng có ạ. Cứ làm nhiều thì nó nhớ, mọi người cứ hỏi tại sao tôi nhớ thế, vì cứ làm nhiều đánh, ví dụ như là cái bộ của bác Nguyễn Đắc Thảo, bộ Hậu Thiên thì mọi người cứ thấy đánh khó, nhưng mà khi mà làm rồi thì lại thấy nó rất là dễ vì nó có 9 huyệt thôi. Đấy. Và không phải là chúng ta đánh một bộ huyệt cứ từ đầu đến cuối mà phải gia giảm cho nó phù hợp. Ví dụ như là hôm nay thấy nó khô rồi, bộ nó không chảy nước nữa, đầu tiên là ví dụ như nó chảy nước thì phải đánh bộ giảm tiết dịch, nhưng mà nếu mà thấy nó khô rồi thì hôm sau thì không đánh bộ giảm tiết dịch nữa mà phải chuyển sang bộ khác, tức là chúng ta luôn luôn phải hỏi theo dõi bệnh nhân để chúng ta làm cho nó phù hợp, chứ không phải đánh cứ một bộ từ đầu đến cuối. Ví dụ đánh bộ điều hòa thì chỉ cần đánh khoảng được 3 ngày đầu thôi, khi mà thấy là người ta trong ngoài như nhau, không lúc nóng lúc lạnh, không khó chịu nữa thì chúng ta không đánh bộ điều hòa mà lại phải chuyển sang cái bộ khác. Ví dụ như thế ạ. Cô hướng dẫn giúp cháu là hạ sốt cho bé 2 tuổi. Hạ sốt cho bé ạ. Vâng. Em bé mà bị sốt thì ạ, thì có rất là nhiều những cái bài thuốc dân gian, nhưng mà cái làm cái nếu mà bé sốt thì đánh bộ rán, nếu nóng quá thì đánh bộ rán ạ. Vâng. Đánh bộ dáng, nếu mà bé mà đã bình thường rồi thì để cho bé tăng sức đề kháng và không bị lại nữa, thì chỉ cần cào 6 vùng phản chiếu mà không cần phải dùng cào, mà chỉ cần dùng bàn tay của mẹ làm nhẹ nhàng cho bé cũng rất là hiệu quả. Chứ còn nếu mà người lớn thì chúng ta sẽ dùng cào hoặc là dùng cái cây sao chổi đánh thì rất là hiệu quả, nhưng mà đối với em bé mà chúng ta cào là nó dậy ngay mà không nguy hiểm vào mắt và mũi, thì chúng ta chỉ cần cái ngón tay ạ. Tôi hay hướng dẫn mọi người là dùng cái đầu ngón tay của mình, 10 đầu ngón tay gọi là 10 cái búa trường thọ, gõ khắp mặt, hoặc là dùng cái đầu ngón tay để cào cái vùng phản chiếu cho bé cũng rất là hiệu quả và tăng cái sức đề kháng cho bé. Cảm ơn chị, hay quá. Cảm ơn cô. Cảm ơn nhé. Có là đọc số điện thoại mà mọi người cần thì mọi người liên hệ. Chắc chắn là càng về sau thì mọi người học sẽ nhờ cô biết phản cho mọi người chia sẻ. Tên và số điện thoại.
số điện thoại của tôi là 0987 157957. Nhưng họ thay đổi số thì... Thôi, tôi tên là gì dạ, tôi tên là Lan ạ. Có quê ở Hòa Bình. Vâng, ở trên rừng. Trên rừng. Huyện gì? Đá Bắc. Huyện Đá Bắc. Rõ ràng cụ thể, Huyền nhớ từng bộ. Làm như
rất là chuyên nghiệp thì mình đã mới có học năm ngoái hai nghìn mười sáu có điện trần là thành chuyên nghiệp mà đến học cũng 16 rồi. Làm nhiều thì sẽ nhớ nhiều. Cái quan trọng nhất là gì không? Quan trọng nhất là gì? Không phải là các khác đồ hay là không, quan trọng không phải đã làm hay chưa, mà quan trọng là cách tư duy. Cách tư duy là còn mình có được một cái tư duy rất là linh động. Không quan trọng là chữa được ca nào chưa, mà mình gặp những ca mới mình sẵn sàng mình đưa ra được các khác đồ, mình sẵn sàng mình biết là mình sẽ phải làm gì. À, cái đấy mới là quan trọng. Đúng không nào? Ví dụ cái bệnh này chắc chắn là mình trên đời này nó nhiều bệnh, nhưng mà mình có nguyên tắc để mình xử trí cái bệnh đấy, thì cô hoàn toàn có khả năng để tư duy để làm ra những cách làm mới, để chứng tỏ là mình đang đi đúng hướng với cách học và cách thực hành của mình đang đúng hướng. Thế là về cũng không sợ, và mọi thứ nó cũng không có gì là khó. Quan trọng luôn thay đổi. Thì cô nói 3 lần mà không có kết quả lập tức thay đổi cái khác, giống như nói là đà đó này trên lớp này. Không được là phải đổi cái khác luôn. Không ôm vào sách, không ôm vào sách khác đổi. Dạ. Quan trọng là điện trần nó có kết quả, có hiệu quả thực và đời sống. À, cái này là gì này? Con bọ. Bọ. Cầm lấy cái này, mình cứ nhớ lấy ngày xưa là có cái con trai ấy, con trai ở dưới ao ấy. Đấy, nó cũng nặng nặng như vậy, trơn trơn như vậy. Thì đây là con bọ này, bọ lõm này, bọ lồi và bọ nhỏ này. Đấy, thì cái này nó là một dạng của cào thôi. Cào thì nó 5 chân, còn bọ thì nó có nhiều chân. Thế bọ này nó có hay gì hơn so với những cái thứ khác này? Bọ lồi này, đánh cái vùng bụng này để giảm béo này. Và đến nữa sẽ có cái bài là làm ấm vùng bụng. Mình sẽ bôi dầu vào cái vùng bụng này, sau đó mình đánh để mình làm ấm vùng bụng này cho những người bị lạnh bụng, cho những người bị yếu muộn. Con bọ to này. Trẻ con có đánh được? Trẻ con đánh, trẻ con lạnh bụng à? Cũng đánh được nhưng môi gọi là có dầu cao thôi, rất ít thôi. Còn cái bọ lõm này để gì? Để chải đầu. Cái lồi làm trên vùng lõm, cái lõm làm trên vùng lồi. Lăn chải trên vùng đầu này. Đấy, rồi chà cổ vai gáy thì co cứng cổ vai gáy. Nó cũng êm lắm, mỗi cái dụng cụ nó có cái cảm giác khác nhau. Cái này quan trọng biết là gì? Là tắc tia sữa. Tắc tia sữa nó ôm nó rất là êm. Khi tắc tia sữa nó sưng vùng này nó rất là đau. Cái này nó ôm đúng một bài sau cái khóa học này thôi, chữa tắc tia sữa. Nó treo biển trước nhà để là chuyên chữa tắc tia sữa gia truyền đời đầu. Chỉ cần chữa một thứ thôi là làm mệt nghỉ rồi. Mà cái này là nhiều chị em gặp rồi, là rất nhiều người gặp, chỉ cần một chiêu thôi. Để kết hợp với hôm qua bạn nói là gì, hơ bốn xung quanh này, hơi bốn xung quanh này, cào, rồi dùng này đẩy nó lên này. Đấy. Rồi tắc tia sữa này mình dùng cái lăn tổ gai đôi to. Trước mình trong 9 món cơ bản này mình tác động đối xứng cái vùng đằng sau này, vẫn theo nguyên tắc tại chỗ lân cận, và bây giờ đối xứng đằng sau này, đúng cái đối xứng vùng đằng sau. Rồi nữa là gì, đây là cái cột sống này, mình sẽ lăn tổ gai đôi to dọc hai bên cột sống. Mình phát hiện ra một điều rất là thú vị là gì, các phương pháp khác ví dụ như tác động cột sống ấy, là họ sẽ dây ấn vào mấy cái huyệt ở dọc hai bên cột sống. Nhưng mà học mấy cái đốt sống nó hơi khó, C mấy, D mấy, mất thời gian lắm. Thế thì ông dùng luôn lan cầu gai đôi to, ông làm hết cả cái cuộc sống, kiểu gì cũng trúng. Đúng là kiểu gì cũng trúng, đúng không? Kiểu gì cũng trúng, rất nhanh, đơn giản, phức tạp làm gì. Thế chắc chắn là chữa tắc tia sữa sẽ thành công, quá dễ. Đấy là một bài chữa tắc tia sữa, gian truyền về đầu. Mai về treo biển luôn. Rồi lại còn sắp tới này còn thêm ở biển nữa, gạch ở dưới thêm một cái option nữa là nâng ngực. Đấy, cái bọ này. Cái này cũng hay, cái này là xương cá to này. Xương cá to như vừa nãy cô la. Cô về ạ, vâng, cảm ơn cô nhá. Mình tỏ qua đây chưa nhá. Đây là con cá to này. Cá to này để làm gì? Thực ra nó cũng là dạng của cào. Dạng của cào. Nhưng mà một đầu nó lồi ra, đầu lõm. Cứ theo nguyên tắc chỗ nào lồi thì làm vùng lõm, chỗ nào lõm làm vùng lồi. Thế cái này để làm gì? Chà cùng cổ vai gáy này, chữa cổ vai gáy này. Rồi cái này quan trọng nhất là gì biết không nào? Làm lưu thông khí huyết toàn thân, chữa gì? Tắc tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch.
ví dụ tắc tĩnh mạch mà những cái chân mình ấy nó nổi ra những cái vết mà vết xanh ấy, giống như con rắn ấy, à, hoặc là có những cái ở trên mặt da mình nó nổi lên giống như con rắn nó bò dưới mặt da, hoặc là dưới này có những cái đường gân xanh ấy, gân xanh khắp mặt da, thì sao là mình kê chân cao cao lên, kê chân cao lên như này, sau đó mình dùng cái này, mình đẩy cứ tim ở đâu thì đẩy về đó. Như vừa rồi cô Lan cô làm, nhưng mà cô dùng cái lan sừng thì nó không hiệu quả bằng cái này nó đều như này, nó khắp như này, cứ đẩy như này, tắc ở đâu thì nó dồn như này, nó làm hết tắc này, chữa giãn tĩnh mạch và tắc tĩnh mạch này, nó rất là hiệu quả. Cứ kê chân cao lên xong làm này, cứ đưa cho bệnh nhân làm này, ngày làm 3-5 lần, làm kín da này, cứ tim ở đâu thì đẩy về đó. Thì có một ông trước đi trên xe mình là thầy kỳ cũng bảo mà tôi về cũng làm hệt như thầy hướng dẫn, nhưng tôi cũng thấy chẳng có kết quả gì thầy ạ. Thế bác làm nào, tôi cũng dùng xương da to như thầy nói, thế bác làm như nào? Tôi cứ thấy thầy tôi đẩy xuống. Thôi rồi, hướng dẫn một đàn làm một đàn. Đã nói rồi, tim ở đâu đẩy về đấy. Tại sao? Tĩnh mạch là nó đem máu về tim, máu ít oxy về tim. Thì bây giờ nó tắc tĩnh mạch, tức là nó không về tim được thì phải đẩy về tim, chứ không lại đẩy xuống thì làm sao mà được, đúng không nào? Cây xương cá này rất hiệu quả. Hoặc là tập thể dục vào buổi sáng, cứ rỗi chà chà thì nó làm săn chắc da và nó làm lưu thông khí huyết. Và nhớ là tắc tĩnh mạch hoặc giãn tĩnh mạch là xương cá là hiệu quả. Chỉ một cây thôi. Rồi, đấy là xương cá, còn đây là lược tiên. Thì cũng là một dạng của cào. Thì tiên dùng để chải đầu. Mình dùng lược tiên để chải đầu thì mình cũng là tiên. Thì nó cũng rất là êm. Ngoài ra mình chà chà những cái vùng này. Thì có một cái video của một bác cái chữa về suy thận ấy. Suy thận mà ông chuẩn bị, ông ấy đã đặt một cái cầu ở đây rồi. Cầu ở đây rồi mà ông đã chuẩn bị đến viện, chuẩn bị đặt cầu để chuẩn bị đặt rồi. Thế thì cuối cùng là ông dùng cái này, ông chà chà mấy cái, cuối cùng hóa ra ông không phải đi làm thật nữa. Là đi, và bây giờ trên cái tay của ông vẫn còn cái vết, vẫn còn một quả cầu ở đây này. Và mình có video này thì chiếu cho mọi người xem. Với lại thì cứ nghĩ là suy thận là không chữa được, không biết đâu được. Ông lúc đấy là ông đang chuẩn bị rồi, thì ông đi học lớp buổi tối ở nhà thì cũng chỉ cho ông đây, cũng làm thì ông về chắc là không có đồ. Mỗi cái này ông chà chà vào cái vùng thận này, thì mình hướng dẫn là gì, là lấy cái cào vào những cái vùng thận này, thì bác cái chắc là bác làm và cầm này bác tiện tay, không có cào thì bác cứ ngồi rỗi bác chà chà. Cuối cùng đặt hết ống rồi, cuối cùng là xong thôi. Bây giờ vẫn còn nguyên cái ống ở đây. Bảo sao là bác không tháo ra, bác bảo tôi giữ lại để làm kỷ niệm. Kỷ niệm nhắc tới cái quãng thời gian đấy. Đấy thì là cái này, chải đầu, nhức đầu, chải vùng cổ vai gáy, chữa cổ vai gáy. Đây là những dạng cào. Một cái dạng này là cái mới này, nó cũng giống như cào nhưng mà cái này chân nó nhỏ hơn, nó êm hơn, thì cái này làm cũng khá hiệu quả. Và nữa là cái này làm đẹp da, nó là gọi là bông phấn thần kỳ. Luồn tay vào đây xong chà này, chắc phải chị em hướng dẫn chị em làm thấy nó hiệu quả. Là bôi dầu dừa vào chà làm đẹp da, bông phấn thần kỳ. Đang ở mấy cái dụng cụ làm đẹp này, bông phấn thần kỳ này. Tiếp theo là gì? Cái này chắc mọi người biết rồi. Đây là mắt hai đầu này. Tức là chữa cận thị là bắt buộc phải có thế này. Thì mình nhắm mắt vào này, từ đầu mắt đến đuôi mắt như này. Làm nhẹ nhàng thôi, tay thả lỏng, nhẹ nhàng như này. Thì mình thấy rằng là gì? Người cận thị nhìn lâu ngày là mắt là gì? Nó sẽ lồi ra như này. Đúng rồi. Nó đang tròn như này, nó lồi ra như này. Dẫn là ảnh nó không vọng đọc được trên võng mạc này. Người ta phải đeo kính vào để ảnh nó đọc đủ trên võng mạc này. Đúng không? Thế thì lồi ra như này thì mình cứ lăn như này, giờ dần dần là gì? Nó ép vào, nó xẹp vào như này. Là hết cận thị. Rồi. Cả võng mắt lăn như này. Rồi võng mắt thì mình lăn cả dưới võng mắt. Và mình cũng thể lăn khắp mặt để làm mình ra. Có hai đầu nhựa này và đầu đồng này. Mát thì dùng cái này. Những người mà hay phải ngồi trước máy tính ấy, thì lăn cái này thấy rất là dễ chịu. Lăn mát hai đầu. À, khoảng 10 tiếng đếm này xong đổi sang bên kia, mỗi bên khoảng 30 tiếng đếm, ba lần như vậy, khoảng 30.
30 đến 50 cái làm hàng ngày để trên bàn máy tính là cho các cháu để nó tự làm cho nó. Thì cái này lăn tại chỗ này, còn lăn xung quanh là dùng lăn đinh, hôm trước cái giò đinh này lăn bố xung quanh thế thôi, nguyên tắc tại chỗ và nguyên tắc đối xứng và bố xung quanh à lân cận. Lăn mắt hai đầu này, lăn mắt hai đầu. Rồi tiếp theo bây giờ nó là hai quả này. Cái này là như nào? Là hai bên này nó có đồng có sừng. Cái này để làm gì? Nó hít này, kéo thì nó sẽ hít ra vào, hít ra vào lạ vậy, tại vì hai cái bánh xe nó chạy hai bên và nó chéo như này, nó sẽ hít ra vào, nó làm săn chắc ra. Và săn chắc ra thì để làm gì nào? Để làm đẹp, ví dụ má sệ kéo này lên chống má sệ và xóa nếp nhăn. Là cái này nó sẽ hít vào, hít nhỏ, hít nhỏ, hít sừng nhỏ, hít sừng nhỏ, hít sừng nhỏ. Còn nữa là gì? Nó gì? Ngực này này, nó làm săn chắc mà. Nếu mà nó đang chảy xuống mình kéo vào thì nó sẽ làm quả mướp nó co vào thành quả bưởi. Bưởi năm rồi. Bưởi năm rồi. Có cái sừng thì sẽ có cái đầu dành cho những người nóng. Lúc nào mình nóng thì mình sẽ dùng cái này. Rồi đây vẫn là đồ làm đẹp. Đây đĩa bay này. Bay nhỏ, bay to này. Bay nhỏ thì thoa kem để đánh trên những cái vùng mà kẽ, còn bay to thì đánh trên cái vùng mà rộng này, làm đẹp da. Thế thì diện trần nó thực sự là nó gì? Nó hoàn toàn nó sẽ cung cấp cho các tiệm spa để người ta làm spa, tạo thành một cái phương pháp đặc thù riêng. Đặc thù riêng, đúng là spa thì thấy ở đâu giống đâu, chúng ta dùng mấy món này thì bây giờ mình dùng những dụng cụ này 150 món, quá đặc sắc mà nó cực kỳ hiệu quả. Không những spa thực giãn làm đẹp mà nó còn trị liệu chữa bệnh nữa. Đấy, bàn chải tiên là đồng lá nhỏ, bàn chải tiên là đồng lá to. Đó, đây. Cái này dùng để trà, cái này dùng đánh để làm bịt da và để hạ sốt, hạ huyết áp. Rồi khi mà bỏ tủ lạnh áp vào cái vùng môi trên này để chữa tiểu đường. Bàn chải tiên nhỏ, bàn chải tiên to. Hạ sốt thì mình cứ lăn khắp mặt thôi, thì nó hạ sốt. Nó mát mà. Đấy, rồi. Tiếp theo này. Cái này đây là chảy vào giò thanh liệt này, chảy vào giò thanh liệt. Cái này để gì này? Để cạo gió và để dây huyệt. Cái này còn cái hay nữa là gì, hướng dẫn mọi người cầm hai bên này ép xuống như này, tập thể dục cho nội tạng, giúp cho tiêu hóa tốt và phòng chống các bệnh liên quan vùng bụng. Thì cái này nó trơn, thì như các phương pháp khác là người ta sẽ dùng tay, ta vuốt ra thì dùng tay á là nó không trơn, dùng tay nó mất sức lắm. Thì dùng luôn như này, ép như này, chảy cạo gió đây việc. Đây là chảy đâm tiêu này. Khi chữa cổ vai gáy hôm trước mình dùng lăn dùng búa này, bây giờ mình có thể dùng thêm cái này là gì? Mình bôi một ít dầu cao vào đây, xong đó mình đánh lên lấy xuống, nó làm nóng rất là nhanh. Hoặc là khi bị ho ấy, thì mình cái vùng cổ này mình không thể dùng lăn dùng búa dùng cạo được, thì mình sẽ dùng cái này đánh trên các vùng nhạy cảm, dùng này bôi cao để đánh đây. Hoặc là dùng cái này đánh cho tụi nhỏ thì nó êm lại, chảy dần tiêu này. Mấy cái quẹt này, quẹt gai, quẹt tinh này, quẹt cổ vai gáy này. Có quẹt gai sẽ có quẹt tinh, chữa cổ vai gáy, tay chân. Tiếp theo là cái này. Này là lăn đầm sừng lõm. Có cái này nó có hai đầu này, dùng để lăn ở tay. Những người bị bút, bị khớp, những người lạnh tay thì dùng cái này. Thì nó lõm vào, nó ôm sát tay vào đây. Sát tay vào đây. Chữa viêm khớp, các ngón tay, các chân. Rồi đến cái này. Này, trước hôm trước giới thiệu mọi người chưa lăn sừng lớn, lăn đầm lớn. Thì trước đây lăn dọc hai bên cột sống ấy, là mình vẫn nhắc là không được lăn trực tiếp lên cột sống. Nó gây tổn thương cho cột sống, tại vì những cái gai kia nó quá nhỏ. Thì có cái này người ta đã mài cho nó cùn đi rồi. Thì cái này mình sẽ làm trực tiếp cho cuộc sống. Nếu cuộc sống nó lồi lên phình lên, nó không thẳng thì cái này làm trực tiếp thì nó êm. Rồi cái này mình cũng có thể làm trên vùng cổ vai gáy nữa, nó rất là êm ái sau khi đã dùng những cái dụng cụ kia rồi. Thì dùng cái này. Đây là cái máy sấy ngải điện này. Những ai mà không chịu được cái mùi của ngải cứu ấy, hoặc là trong phòng điều hòa kín quá không dùng được điều hòa cứu
trung mà. Tập trung nó thay cho điếu ngoài kính. Nó rất là nóng. Hoặc là khi mình hơi ở những cái vùng đầu, vùng tai, vùng trên mặt thì mình có thể dùng cái này. Hoặc là những người bị nấm da đầu ấy, thì dùng cái này. Thì cái này nó tiện, nó không phải đốt ngại. Nó không có ngại. Ngại những điện. Nó chạy bằng điện đấy. Rồi đây, cái này nữa này. Đây, bút rung này. Đây là phục vụ cho những người lười, những người phải bấm cho quá nhiều người. Tự mình bấm cho mình, cứ cầm cây giò lên nó uể uể oải muốn đi ngủ. Đấy, thì dùng cái này, cứ đặt đặt này tự nó rung. Nhiều người tưởng là thấy bút này nó tìm huyệt chính xác. Nó chẳng có tìm huyệt đâu. Tìm huyệt thì tự đi mà tìm, cái này nó chỉ rung rung nhưng mình đỡ phải rung thôi. Và là khi mình bấm cho nhiều nhiều người mình mỏi tay á thì mình dùng cái này. Mình chỉ đặt lên là tự nó rung. Bút rung dần này. Đó, dùng pin. Đến cái này đã. Cái gì? Nắm chuyện. Ủa. Cái này là dụng cụ thầy Châu để quên dưới gầm giường. Sau sau đó mới xu dọn nhà mới thấy cái này thì cuối cùng mới cho làm cái này. Cái này đặt đặt nó xuống vai này xong kéo nó về đằng trước ấn nó xuống cái. Giống như mọi người đang bấm huyệt cho mình nó rất là mạnh. Nó mạnh lắm, hoặc là những người co cứng cổ vai cái. Kéo nó xuống. Ừ, đúng rồi. Hay chưa? Mình đúng cả vai rồi đó. Những người hay bị co cứng cổ vai gáy hoặc là những người hay bị đau cái vùng bên trên ấy, giống như ngón tay đang ấn. Tự mình làm mà nó mạnh lắm. Móc vào rồi ấn. Thầy cho nó. Nào thầy cho ấn nó. Móc. Móc. Đây cái này nữa này. Đây chùm chìa khóa 5 món này. Rất là xinh. Ở đây thì có đầu giò dây này. Cây giò này, giò đăng đồng này, cao nhỏ này. Đấy. Rồi giò cầu sừng cầu này. Cái này nó rất là tiện, mình có thể bỏ chìa khóa vào đây. Xinh. Đây đây đấy là những cái món tiêu biểu, ngoài ra còn rất nhiều thứ khác. Mọi người muốn xem thì về đọc trong cái sách đồng ứng hoặc lên trên mạng có nhiều. Thế nên mới biết là gì? Đến hay thì vẫn ăn nhau. Để cho có đầu óc rất là tuyệt vời đúng không nào? Thầy nghĩ ra được những cái mà người khác không nghĩ được. Và mình thấy là những cái dụng cụ này sao? Nó có đẹp không nào? Quá đẹp. Đẹp không? Đẹp. Nhiều người nhìn bảo cái này là nhập từ Trung Quốc à? Không, có người thì lại bảo cái này là nhập từ Nhật Bản à? Không nghĩ là người Việt có thể làm với những cái đồ nó tinh tế, nó đẹp như này. Đẹp mà nó lại công dụng như này. Rất là đẹp, chắc chắn không bao giờ học đâu. Đi đâu cái như là người khác. Như thầy là mắc bệnh. Mình nói thêm về cái mấy cái dụng cụ này trực tiếp sử dụng. Đây là, nói là cái duy nhất lăn được lên trên cột sống. Còn tất cả những cái mình lăn đôi của mình không được lăn cột sống thì nó dễ gây tổn thương dây thần kinh như này. Và cái người nào mà mẫn cảm thì dùng cái này rất là thích. Đau cổ vai gáy thì đi đâu cần theo bên này cứ theo lăn thôi, 30 cái thì đổi 30 lên xuống xong cất đi, một lúc đã bỏ ra lăn thì là nó sẽ thoáng, nó giữ các bóng lên não và cái lưu thông nhất thôi. Và cái này cái lăn sừng lớn, cái người mà thể là lạnh thì lấy cái lăn sừng lớn, lăn đồng sừng lớn, còn cái này là lăn đồng lớn, lăn đồng lớn nha. Và cái này lăn sừng lớn, người nào mà đấy, người nào mà thể nóng thể đắp theo dùng cái này. Còn người nào bình thường thì dùng cái này. Tôi rất thích cái này, cái đầu thật mang theo mà ngồi trên xe ô tô mà người thường xuyên mượn để làm. Cái đôi này rất nhiều các chị em sau khi sinh dùng cái này để làm mất cái bụng. Quẹt quẹt quẹt. Nguyên tắc là làm cái đinh trước cho nó tan mỡ ra, sau đây làm cái gai cho nó săn chắc trở lại. Thì cái này thì nó nhẹ nhàng, làm cái thiết diện nó rộng nhưng nó nhẹ, tốt cho những người mà kiểu như là thích êm ái. Còn nếu không thì sẽ dùng cái lăn cầu gai, lăn đinh đôi to, lăn trước cho tan, và sau đấy dùng cái lăn gai đôi để cho nó săn lại thì giảm béo bằng hai cái đấy rất là hay. Cái bông phấn này là mọi người dùng cực kỳ thích và rất là hot, cái này rất là hot, làm trên mặt này nó hồi là cái da mình nó mịn màng, nó cấp máu, da nó sẽ hồng hào và nó mịn màng. Cồn nèo đâu rồi ạ? Mượn cái cồn nèo không ạ? Đây. Cái này nhá, nhiều bệnh nhân ấy cứ kêu là khó
thì mình khó thở, mình nghĩ đến bị phổi và bị tim đúng không? Thế mình theo thầy Cát Minh nói, đầu tiên bệnh nhân kêu khó thở, mình kiểm tra cái D3 D7 trước. Nếu mà nó đau, mình lấy tay, mình có thể lấy tay mình ấn hai bên cột sống, hai bên cạnh cột sống này. Nếu nó đau thì dùng cái này rất là thích. Dùng cái này hoặc cái này tự mình làm được, không cần gì khác. Tôi hay chống cái này vào cái lọ dầu này, xong rồi tôi làm như thế này. Đau chỗ nào làm chỗ đó, mà làm được rất nhiều chỗ. Này, D3, D7 này. Sau đến cái hõm vai này, hay đau hõm vai không ạ? Người bị lạnh rất hay đau đấy đúng không ạ? Sườn này, làm được khắp mọi nơi và rất là thích. Không cần người khác đóng lưng cho mình nữa, tự mình làm. Chị Hương hướng dẫn khai thông lưng cho nhỉ? Bây giờ làm luôn khai thông lưng cho mọi người. Và đây là cái cùn nèo. Cùn nèo. Bố luôn lấy luôn cầm luôn nha, không không cầm luôn được được đặt hàng tuần sau này. Cái này sau khi chiều quay hoa rồi, sau khi học lớp thầy Tâm ở hội đông y thì tôi rất thích cái này và tôi mua cho bà nắm liền. Đánh cảm bằng cái này rất hay, bôi chấm dầu vào và bắt đầu nếu mà cô đau cổ gáy, đau do hàn nhá, do hàn chấm dầu vào và bắt đầu gì đánh đều tay, đánh nhanh và không rời mặt ra, đánh này cổ gáy này, đánh xuống vai này và đánh hai bên, đánh thẳng lên cột sống, sau đánh hai bên cột sống và đánh hai bên thăm hết cả luôn, rất là hay. Cái này thầy Tâm có hướng dẫn cái này và nếu mà cổ gáy một người nào hay bị lạnh nhá, hay bị lạnh dùng cái này rất thích. Hay là cơn dơ tôi nó hay bị cứ cứ thỉnh thoảng nó đi nó làm việc phòng điều hòa ấy, về nhà nó bị hắt dưới hơi xong rồi phun khí chảy nước mũi hoặc là chảy liên tục hoặc là ngạt không nói không ra hơi nữa, nói nó mất giọng thì dùng làm cái bộ viêm mũi tổng hợp của thầy Tạ Minh, sau đấy là dùng cái này để đánh cổ gáy và đánh lưng êm luôn, chỉ một lần thôi. Trẻ con thì phải cẩn thận, trẻ con thường hơn rất là nhạy cảm, nó da nó mỏng, nó có dùng dầu cao của nó. Cái bộ xương cá có thể rất hay. Xương cá bé có thể đâu rồi. Cái bộ xương cá này không có đôi ạ, một cái to, một cái nhỏ. Cái to làm cho vùng to, cái nhỏ dùng cho vùng nhỏ. Và có tôi đã gặp hai người rồi, chuyên chỉ dùng xương cá chữa bệnh rồi. Tức là dùng cụ rất nhiều nhưng có người ta thích cái này, thích cái kia. Khi người ta thích thì người ta sẽ tăng năng lượng, người ta làm nó hiệu quả hơn. Thông bất thông, nguyên tắc là thông bất thông. Nếu nó thông thì máu huyết lưu thông thì nó không đau đúng không? Còn nó đau là do thống thì do bất thống, thì ta làm được bất thống thì nó hết. Thì có chị biết ở trong Nghệ An ấy, chỉ dùng mỗi cái xương cá thôi. Tức là đau chỗ nào bà lấy cái này bà đẩy, mà bà không đẩy nhiều, đẩy vài cái thôi. Bà đẩy nhiều quá thì nó lại bệnh, nó lại nặng lên. Thế còn cứ đẩy vài cái là khắp người, bà cứ cầm cái này, lúc nào bà cứ cầm cái này và đẩy khắp nơi. Và cái này trực tiếp đã thuê từ hướng dẫn bài khai thông lưng thì không thể không có cái này. Cái xương cá nhỏ không có nhỉ. Mọi người hay bị viêm họng đúng không? Trẻ con đi học hay viêm họng, nhất là cái mùa sau mùa này đi xem mà nó không phanh tí viêm họng luôn. Thì viêm họng cái phần chiếu họng là ở đây này. Mình đang học, mình chưa học đến huyệt mà mình chưa cần đến huyệt gì cả. Tam giác amidan nó nằm ở đây ạ. Còn huyệt 14 ngay dưới dái tay này là chính là huyệt của họng ạ, phần chiếu họng ạ. Thì là cái viêm họng là cái môi trường cái liên cầu khuẩn nó sống ở trong cái môi trường lạnh. Thế mình làm cho nó ấm lên, mất môi trường sống nó biến đi. Mình không giết nó tự biến, biết nó biến ra đâu. Thế thì khi bị viêm họng ấy thì mình bôi một lớp dầu vào cái vùng, cả cái vùng nhá, trước, dưới và sau của cái dái tai. Sau đấy mình lấy cái này, mình lấy cái đầu giò của cái cây giò ấy, mình bắt đầu mình di chỗ nào đau thì mình đánh cho nó tan đi. Sau đấy thứ hai là mình dùng cái này, mình đẩy rộng ra, đẩy mỗi cái chỗ khoảng 10 đến 30 cái rộng ra đấy. Đồng thời mình làm ở trên cái cổ tay này cũng là cái phản chiếu của cổ trên cái cổ tay này. Còn họng này thì mình xoa cho nó xoa rời thế nào lên hoặc dán lên xong bát vào đây khỏi cho một lần, không cần phải làm cái lần thứ hai. Còn nếu mà chẳng may mà đang tự nhiên mà cảm thấy tự nhiên mình đau họng quá, tự nhiên nó đau thì cách đơn giản nhất làm miếng sau quát dán từ cái hõm họng này cắt đôi miếng sau quát dán ngược lên, cắt đôi nó dài quá thì nó sẽ bị bong, nó vừa phải thôi. Đây một miếng đằng sau gáy này, một miếng đúng như thế nữa này, hai miếng hai nơi. Thế thì làm thêm một miếng là từ cái huyệt 14 đó trường ra tam giác amidan thế thôi.
Thế là vừa mới bị xong chỉ làm như thế là khỏi, thậm chí còn đến trước đằng sau là giải quyết được vấn đề luôn. Mọi người giải lao khoảng 5 phút sau đây quay lại đây, tôi sẽ hướng dẫn phải khai thông lưng nhá. Tổng hợp lại cái sự à, dưới này có thêm sách và dầu dừa, ai cần thì cũng lấy luôn. Chào mọi người nhé, hẹn mọi người vào live stream tối nay 8:45. Em mua cái hẹn mọi người xem live stream ở tối nay do mình phát trực tiếp nhé, lúc 8:45. Xin chào, tạm biệt.